Dự báo thời tiết khu vực thành phố Hải Phòng hôm nay ngày 12 tháng 4, khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.